Sau một năm thực hiện thí điểm theo nghị quyết 119 của Quốc hội, mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng bước đầu đã phát huy tính chủ động và chế độ chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu quận, phường. Tuy nhiên, việc xác định cấp quận, phường là cấp dự toán, không tạo sự chủ động và trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ như vấn đề giải quyết đầu tư công và an sinh xã hội, thiếu chủ động thu chi ngân sách. Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, để các lực lượng làm nhiệm vụ hiệu quả theo chỉ thị 16 năm 2022 của quận ủy Sơn Trà về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, trật tự đô thị trên địa bàn thì rất cần nguồn tài chính nhưng lại không có ngân sách. Nguyên nhân là do dự toán thu chi năm 2022 với phường Nại Hiên Đông đã có từ ngày 27 tháng 12 năm 2021. Vì vậy, với tư cách chỉ là cấp dự toán, phường phải xin kinh phí nhưng chưa được duyệt. Địa phương rất bị động khi có nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán. Trước đây chúng ta cũng đã thực hiện thí điểm chính quyền đô thị rồi. Thì chính quyền đô thị trước đây thì cũng không có tổ chức hội đồng nhân dân và cũng điều hành rất là tốt với cái cơ chế thu chi như cũ. Vẫn là chính quyền đô thị nhưng mà cái cơ chế thu chi là vẫn như cái hành chính bình thường ha, thì nó vẫn là hợp lý hơn. Cũng chủ động trong tác chi để hoàn thành những cái nhiệm vụ mà nó rất là linh hoạt, rất là năng động của địa phương để cho nó hoàn thành tốt chung các cái nhiệm vụ. Đối với cấp quận, trước đây khi còn là cấp ngân sách, các quận sử dụng nguồn tăng thu ngân sách từ 25% đến 30% so với dự toán thu năm trước, tương đương với số tiền từ 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng để bố trí, bổ sung, thực hiện nhiệm vụ phát sinh, đột xuất. Tuy nhiên hiện nay, Ủy ban Nhân dân quận trở thành đơn vị dự toán cấp 1 của thành phố, địa phương không có nguồn này để sử dụng. Khi mà chính quyền đô thị chúng ta xây dựng là trên nguyên tắc là để cho địa phương chủ động. Nhưng mà để chủ động được thì có nguồn lực. Cái quan trọng nhất là chủ động, mà bây giờ chúng tôi không chủ động được thì chưa thấy hiệu quả của chính quyền đô thị. Cái này rất là cụ thể, còn về thực hiện quy chế thì rất nghiêm túc. Việc quy chế phối hợp mà quy chế hoạt động mà trong cái chính quyền đô thị chúng tôi làm rất nghiêm túc. Nhiều ý kiến đề nghị Sở Tài chính cần nghiên cứu, tham mưu theo hướng phải có sự nhìn nhận, phân biệt giữa quản lý đơn vị dự toán theo đơn vị hành chính với quản lý đơn vị dự toán theo cơ quan chuyên môn, đồng thời cần vận dụng linh hoạt trong thực hiện nghị quyết 119 để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Một số đơn vị kinh phí sự nghiệp văn hóa thể thao thì dùng không hết, một số đơn vị thì không đủ. Thế nhưng mà muốn để sử dụng và cân đối cái đó thì phải xin đề nghị điều tiết, vì đó là đơn vị dự toán. Nhưng nếu mà nghị quyết 119 cho chúng ta cơ chế là những cái vấn đề tôi biết là tài chính đang làm theo luật ngân sách 163, nhưng nghị quyết cho chúng ta một cơ chế là những cái trường hợp khác với pháp luật chuyên ngành thì được áp dụng theo cơ chế của nghị quyết này. Vấn đề là ở chỗ đó, đó chính là cái mở ra để chúng ta thể nghiệm mô hình. Vì là mô hình thí điểm nên sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót, vướng mắc. Và Đà Nẵng cũng đã có báo cáo kiến nghị với Thủ tướng, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan, trong đó nêu rõ những bất cập trong cấp dự toán. Trung ương và địa phương sẽ phải tiếp tục nghiên cứu thật kỹ trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn để đánh giá đúng tình hình, đảm bảo thật thuận lợi cho quản lý, điều hành, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.